Làm sao để có thể mang đồ trail một cách gọn gàng nhất? Đó là cái vấn đề mà rất nhiều anh em runner gặp phải, và chuẩn bị sắp tới vào mùa chạy trail của anh em runner rồi, cũng như là cái mùa đẹp nhất của cung đường chạy núi của các dân phượt hoặc là những cái người mà đam mê chinh phục leo núi ở ngoài trời. Và 99% anh em đều mong muốn rằng là trên cung đường của mình đi, đồ đạc nó thật gọn nhẹ, thật tối ưu. Tại vì anh em sẽ phải mang đồ của mình trong suốt cả hành trình, đôi khi thậm chí lên đến cả chục tiếng đồng hồ. Và không có ai muốn rằng là mình sẽ mang rất nhiều đồ trên người, hay là gặp phải cái lỗi là sẽ mang thừa đồ hay thiếu đồ. Có những cái đồ mà mình cần thì mình lại không mang, có những cái đồ mà mình mang theo mà mình lại không sử dụng. Đôi khi là cả một cái chặng đường gần đấy tiếng hồ không hề sử dụng một tí nào cả. Và thông thường thì tất cả những cái đồ mà khi chạy trail anh em sẽ để cho một cái vật dụng chuyên dụng, đó chính là ba lô chạy bộ hay là vest chạy bộ. Và để có thể tối ưu được những cái đồ dùng hay là những cái vật dụng khi mà mang đi chạy trail, thì Thanh Bùi sẽ điểm qua một vài cái lỗi khi mà anh em sử dụng cái vest nước chạy bộ. Và cái vấn đề này thông thường sẽ gặp phải kha khá những người khi mà mới đến bộ môn chạy trail. Và tôi là Iron Girl Thanh Bùi, đại sứ thương hiệu Kailas tại Việt Nam. Vấn đề thứ nhất thường gặp phải đó chính là chúng ta mang thiếu đồ dùng cần thiết. Tại vì sao? Đôi khi những cái vest nước chạy bộ nó quá nhỏ và nó có rất ít ngăn, làm cho anh em muốn mang thêm đồ cũng không có ngăn để mà đựng. Tại vì đôi khi nó chỉ có một cái ngăn ở đằng sau lưng, ấy, để đủ đảm bảo cho mọi người một cái túi đựng nước. Thế còn những cái vật dụng nhỏ nhỏ hay những cái vật dụng mà cần sử dụng ấy thì chúng ta lại không có một cái ngăn chuyên dụng để mà dùng, nên là đôi khi chúng ta thấy là nó rườm rà quá nên chúng ta bỏ lại cái đồ đấy, mà thực tế là cái đồ đấy chúng ta cần sử dụng. Vấn đề thứ hai thường gặp phải khi sử dụng vest chạy bộ đó chính là chúng ta rất khó để sử dụng và lấy những cái đồ cần thiết ra khi mà cần dùng. Tại vì có những cái vest nước nó không được thiết kế tối ưu cho người dùng, đặc biệt là thiết kế tối ưu cho cái việc chạy ở ngoài đường, chạy ở ngoài đường trail, đường núi, tại vì chúng ta sẽ phải dừng lại để có thể lấy đồ. Vấn đề thứ ba, vết nước gây cảm giác bí bách, không thoát mồ hôi và cảm giác khó chịu cho người dùng. Tại vì trong cả một quá trình chúng ta chạy, chúng ta leo núi thì chúng ta sẽ phải đeo vét nước ở trên người mình trong gần như suốt cả hành trình đua. Và với những cái vét nó không chuyên dụng, nó không thoát được như vậy, nó sẽ gây không thoát được không khí, không thoát được mồ hôi. Vấn đề thứ tư đó chính là vét nước bị xô lệch trong quá trình mọi người di chuyển hoặc là chạy. Vấn đề thứ năm đó chính là vét nước không có đủ đảm bảo yếu tố an toàn, sẽ không có còi cứu sinh khi mà gặp trường hợp khẩn cấp, hoặc không có phản quang, phản chiếu lại ánh sáng khi mà vào thời tiết tối. Tại vì bạn đi trong rừng, khi mà màn đêm buông xuống thì chỉ có ánh sáng của đèn pin đội đầu, hoặc là khi mà ánh sáng phản chiếu vào thì sẽ có những cái phản quang để giúp cho bạn biết rằng là có người phía trước, hoặc là người ta nhận biết được bạn đang đi ở phía trước. Vấn đề thứ sáu thường gặp phải đó chính là dung tích của vét nước không đủ cho bạn sử dụng trong cả quá trình. Đôi khi có những chặng đường bạn sẽ đi mất cả ngày, có những chặng đường bạn sẽ đi tầm khoảng 50, 70, đôi khi là 100 km, và cái dung tích đựng nước, bình nước đằng sau ấy, nó không đủ đảm bảo cho bạn sử dụng từ trạm tiếp nước này đến trạm tiếp nước sau. Và thực sự vấn đề nó ở chỗ đó. Tại vì là khi mà đi ở rừng ấy, khát nước lắm mà không có nước dùng thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác nó khổ như thế nào. Và vấn đề thứ bảy, Thanh Bùi nghĩ rằng cái vấn đề này là có vô vàn người khi mà mới lần đầu sử dụng vét nước ấy, thì sẽ gặp phải. Đó chính là mua hàng không thương hiệu, không có bảo hành, và đôi khi gặp lỗi thì mình cũng chẳng biết ai để mà xử lý. Và nó sẽ dẫn đến vấn đề thứ 8, đó chính là mua rẻ mà hóa ra lại là đắt. Tại vì là những cái lỗi nhỏ ấy mà chúng ta sử dụng, mà những cái lỗi nhỏ khi mà chúng ta vào sử dụng không sử dụng được mà chúng ta lại cần thiết, thì lúc đấy có tiền cũng không mua được, không sử dụng và không xử lý được vấn đề. Và sau đây sẽ là cái phần mà các bạn mong đợi nhất, đó chính là giải pháp cho những cái vấn đề trên. Nhưng mà đừng vội, hãy đứng lên hít thở không khí, vận động một chút và xem giải pháp ở video tiếp theo của Thanh Bùi. Và hãy nhớ nhé, lướt qua xem thử các cái mẫu vest nước của Kailas để có thể là lựa chọn hoặc là cho mình một cái hình dung về một chiếc vest nước tiêu chuẩn, một chiếc vest nước mẫu nó như thế nào. Và đặc biệt là giảm giá alo chạy bộ, giảm giá 10% tất cả các sản phẩm Kailas.